Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Thịnh Thế Đích Phi của tác giả Phượng Khinh. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Thịnh Thế Đích Phi. Phượng Khinh. Chương 2, Đồ cưới. Edit: Leticia. Tuy mọi người đều biết Định Vương là phế vật, nhưng đến cùng tên phế vật này vẫn là siêu nhất phẩm thế tập vương gia duy nhất của vương triều Đại Sở vì thế mà từ trước đến giờ diệp thượng thư và lão thái thái của diệp gia vốn luôn thờ ơ với diệp ly nay hiếm khi lại chịu nàng đến nói chuyện cháu gái thỉnh an tổ mẫu thỉnh an phụ thân diệp ly đến vinh nhạc đường của diệp lão phu nhân diệp thượng thư cùng vương thị còn có tứ tiểu thư diệp oánh cũng đang ở đây diệp lão phu nhân gật gật đầu vẻ mặt yêu thương cười nói ly nhi đứng lên đi hôm nay cháu được chỉ hôn cho định vương tháng sau oánh nhi lại đại hôn với lê vương nhà chúng ta cũng coi như là xong hỉ lâm môn rồi diệp ly đứng dậy dù mắt nhìn xuống mặt đất nhưng biểu hiện trên mặt lại vô cùng cung kính khiến tổ mẫu phải cố ý gấp gáp trở về từ bên ngoài là cháu gái bất hiếu đã để cho tổ mẫu phải vất vả tuy không thể nào thích diệp ly được nhưng mấy câu nói của nàng vẫn khiến diệp lão phu nhân hết sức cao hứng nên khi nhìn diệp ly vẻ mặt của Diệp Lão Phu Nhân cũng nhiều thêm mấy phần tình cảm ấm áp, nói, nhà chúng ta có hỷ sự, sao ta có thể không trở về được? Đồ cưới của hai nha đầu đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Vương Thị vội vàng đứng dậy, có chút khó xử nhìn Lão Thái Thái, nói, bẩm Lão Thái Thái, vốn tháng sau chỉ có một mình tứ nha đầu thành thân, nếu tranh thủ chuẩn bị thì cũng kịp, nhưng bây giờ lại có thêm tam tiểu thư, chỉ sợ diệp lão phu nhân cũng là người thành tinh sao lại không biết những tính toán nhỏ nhặt trong lòng vương thị suy nghĩ một chút nói thời gian thành thân của ly nha đầu còn chưa định ra cứ gấp rút chuẩn bị cho ánh nhi trước đi nghe lão thái thái nói vậy vương thị vui mừng thưa vâng diệp lão phu nhân nhìn hai cháu gái liền ra lệnh cho nha hoàn lấy hai cái hộp ra đặt lên bàn nói hai nha đầu các cháu đều là người có phúc khí một gà cho lê vương một gả cho Định Vương. Ta làm tổ mẫu thì sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, những vật này các cháu mỗi người một phần, tương lai Ngũ Nha đầu, Lục Nha đầu cũng được một phần giống như vậy. Trong phần của hồi môn của ta có mấy thôn trang, hai cháu mỗi người một cái, về phần quỹ chung phải xuất ra bao nhiêu để mua của hồi môn cho các cháu thì phải xem ý của mẫu thân và phụ thân các cháu." Vương thị cười nói, vẫn là lão thái thái thương cháu gái con dâu và lão gia đã thương lượng qua oánh nhi gà cho lê vương của hồi môn mà ít chỉ sợ hoàng gia cũng sẽ không hài lòng từ quỹ cơm xuất ra hai vạn hai ngàn lượng đặt mua đồ cưới còn có sáu thôn trang và sáu gian cửa hàng ngoài ra còn cho nàng thêm hai thôn trang từ trong của hồi môn của con dâu diệp lão phu nhân nhíu nhíu mày nói có phải là quá nhiều hay không mặc dù nói diệp oánh gà cho vương gia thì đồ cưới nên nhiều một chút mới tốt nhưng nếu như chạy lệch quá lớn so với những cô nương xuất giá phía sau thì đối với thanh danh của thượng thư phủ cũng không tốt đồ cưới của ly nha đầu người tính thế nào rốt cuộc lão thái thái vẫn có kiến thức hơn vương thị cho dù định vương là phế vật thì đó cũng là phế vật có nền tảng gia tộc vững chắc nếu không phải vì sự cố xảy ra chỉ sợ hắn còn tôn quý hơn lê vương nhiều nếu quá khắt khe với đồ cưới của diệp ly chỉ sợ những gia tộc mấy đời trung thành với định quốc vương phủ sẽ có lời bàn ra tán vào. Hiển nhiên vương thị không nghĩ tới lão thái thái sẽ hỏi trực tiếp như thế, do dự một chút mới nói, dù sao định vương cũng không giống với thân đệ đệ của hoàng thượng, quý phủ chúng ta thật sự có chút. Còn dầu nghĩ nên đợi định vương phủ đưa sinh lễ tới rồi hãy xem xét. Đến lúc đó thêm vào hai thôn trang nữa là được. Ẩn ý của nàng chính là xem sinh lễ của định vương phủ như đồ cưới mà đưa trở về về phần đến cùng có thể đưa trở về bao nhiêu thì còn phải xem ý của nàng. Nghe vậy, sắc mặt Diệp lão phu nhân trầm xuống, nói, vô liêm sỉ. Xem xính lễ như đồ cưới đưa trở về, chuyện như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Ngươi có cần thanh danh của Diệp ra nữa hay không hả? Ngươi có cần cái thanh danh mẹ kế này nữa hay không? Những năm nay quả thật từ gia có chút xa sút nhưng cũng không phải là gia tộc mà vương gia của ngươi có thể so sánh được bị lão thái thái gian dậy không lưu tình chút nào như vậy, mặt vương thị lập tức đỏ bừng, liên tục kêu oan nói, lão thái thái, con dâu thật sự rất oan ủng a à. mấy năm nay con dâu có chỗ nào khát khe với tam cô nương. Thật sự là, thật sự là, trong phủ chúng ta có chút khó khăn, phía sau còn mấy cô nương chưa xuất giá, tương lai dung ca nhi lập gia đình cũng cần bạc. Lão thái thái bị đứa con dâu có ánh mắt thiền cận này khiến cho tức giận đến nỗi phải vuốt vuốt ngực, năm nay Dung Ca Nhi mới 7 tuổi, còn không biết đến năm nào mới thành thân. Bà liếc mắt nhìn Diệp Thượng Thư đang ngồi yên lặng ở một bên, nữ nhi của ngươi, ngươi nói thử xem nên làm gì bây giờ. May là mình trở về hỏi một câu như vậy, nếu thật sự để cho Vương Thị Gà Ly Nha đầu ra ngoài như vậy, không chỉ đắc tội với định Vương Phủ mà còn đắc tội với Từ Gia. Mấy năm nay Từ Gia có ít người trên quan trường, Thế nhưng gia tộc lớn trăm năm có thể dễ đắc tội như vậy hay sao?" Diệp Thượng thư khó xử nhìn mẫu thân rồi lại nhìn thê tử, nói: "Tam nha đầu cũng là đích nữ, con của vợ cả, dòng chính thất, vậy thì giống với Hoánh Nhi đi. Có thể làm đến vị trí thượng thư, Diệp Thượng thư cũng không phải là tên đần, đương nhiên biết rõ mẫu thân sầu lo cái gì." "Giống với Hoánh Nhi?" Thanh âm bén nhọn của Vương thị vang lên, "Trong phủ chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy?" Lão gia, không phải là thiếp thân, người mẹ cả này muốn bạc đãi tam cô nương, thật sự là gia kế, sinh kế của gia đình của chúng ta rất khó khăn. Quánh Nhi là muội muội ruột của Chiêu Nghi trong nội cung, gả cho đệ đệ ruột của hoàng thượng. Nếu đồ cưới ít thì vương gia sẽ rất mất mặt, Chiêu Nghi cũng sẽ rất hổ thẹn. Cùng lắm thì, cùng lắm thì thiếp thân cho tam cô nương thêm hai thôn trang trong của hồi môn của mình thiếp vốn dĩ định để hai thôn trang đó cho Dung Ca Nhi đấy. Vương Thị lau nước mắt kêu oan, trong lòng lại vô cùng thống hận Diệp Ly đang trầm mặc ngồi đối diện. Sao nàng có thể để cho nữ nhi của tiện nhân kia giống với bánh nhi của mình được? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái này, Diệp Thượng Thư sững sờ, khó xử nhìn Diệp Ly. Hiện tại trong nội cung Diệp Chiêu Nhi đang rất được cưng chiều, lại đang có thai, nếu có thể sinh hạ hoàng tử. Diệp Oánh thấy Diệp Thượng Thư buông lòng thần sắc, cắn cắn môi, thấp giọng nói, phụ thân không cần khó xử, chia một ít đồ cưới của Oánh Nhi cho tam tỷ là được, nhưng vạn lần không thể để chi tiêu của đại tỷ tỷ trong nội cung bị thiếu, ngoài ra còn phải giữ lại một ít cho ngũ muội và lục muội. Thấy nữ nhi mình yêu thương nhất hiểu chuyện như thế, vẻ mặt Diệp Thượng Thư càng thêm nhu hòa, nhìn về phía Diệp Ly, muốn nàng cũng nói vài lời. Trong lòng Diệp Ly cười nhạt một tiếng, ngừng đầu lên nhìn bốn người ở đây, nói khẽ, phụ thân, mẫu thân, với tứ muội không cần phải khó xử. Vương Thị nghe vậy, trong lòng rất vui vẻ. Những năm nay, Diệp Ly luôn không tranh không đoạt, khiến nàng cảm thấy tính tình Diệp Ly có phần mềm yếu, dễ bị ức hiếp, đang cho rằng nàng muốn nhượng bổ, thì lại nghe Diệp Ly nói, trước khi mẫu thân qua đời đã từng nói với nữ nhi, lúc trước, khi nàng gả vào Diệp ra ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu cho nàng tám thôn trang, 12 gian cửa hàng và ba miếng đất. Mẫu thân nói những thứ này đều để lại cho nữ nhi làm của hồi môn. Còn những thứ khác, phụ thân mẫu thân cứ đặt mua theo lệ như lúc đặt mua cho nhị tỷ là được rồi, vẫn nên tăng cường thêm một ít cho tứ muội thì tốt hơn. Hai năm trước nhị tiểu thư của Diệp Phủ gả cho tam công tử của ngự sử, Vương Thị chỉ cấp cho một vạn lượng đồ cưới. Cái gì? chuyện này làm sao có thể, những thứ kia, chấm, vương thị nhìn không được thét lên, nàng muốn giữ những thứ kia lại làm của hồi môn cho nữ nhi của mình và lưu lại cho dung ca nhi đấy. Diệp ly kỳ quái nhìn nàng nói, như thế nào, nàng hơi rũ mắt xuống, có chút e lệ nhìn về phía diệp lão thai thai nói, lúc trước, mẫu thân nói của hồi môn của mình đều để lại cho cháu gái, điều này mợ cháu cũng biết. Tổ mẫu nói đúng không? Sắc mặt Diệp lão phu nhân cũng có chút lúng túng Lúc trước từ thị gả vào Diệp ra Có thể nói là mười dặm hồng trang Nếu đưa hết cho Diệp Ly Thì đồ cưới của Diệp oánh Sẽ có chút khó coi Mấy năm nay Diệp ra tiêu tiền như nước Vốn dĩ nhập không đủ suất Muốn chuẩn bị một phần Của hồi môn giống của từ thị năm đó Thì sau khi Diệp Ly gả đi Cả nhà đều không cần sống nữa Nhưng Diệp Ly nói cũng đúng Lúc từ thị qua đời thiếu phu nhân của Từ gia cũng có mặt, chính tay nghe được những lời nhắn nhủ hậu sự của Từ thị. Thấy Diệp lão phu nhân không nói lời nào, Diệp Ly cũng không nóng nảy mở miệng, chỉ cười lạnh trong lòng, nàng thật sự không có ý kiến quá lớn đối với việc của hồi môn nhiều hay ít, nhưng đồ cưới của mẫu thân không thể cho nữ nhi của Vương thị làm của hồi môn được. Mặc dù sau khi Từ thị qua đời, nàng mới có chi nhớ của kiếp trước, nhưng cũng không thay đổi được sự thật từ thị là mẫu thân của nàng. Nàng không hề quên từ nhỏ bà đã cẩn thận che chở, dốc lòng dạy bảo nàng như thế nào, còn có những uất ức mà từ thị phải gánh chịu. Từ khi gả vào diệp ra, từ thị không có được một ngày vui vẻ, có thể nói là buồn bực sầu não mà chết. Nếu như còn lấy đồ cưới của bà đi trợ giúp cho nữ nhi của tiểu thiếp của trượng phu mình, Diệp Ly không tin quỷ thần nhưng không biết người mẫu thân đã mất có lo lắng mà bỏ dậy từ trong mộ hay không. Qua nửa ngày, Diệp lão phu nhân mới nói, chuyện này trước hết cứ để đấy đã, sau này ta sẽ thương nghị lại với phụ thân và mẫu thân của cháu. Diệp ly nhàn nhạt nhấn mày, nhẹ giọng thưa vâng. Thịnh thế đích phi, phượng khinh. chương 3, mở đến. Edit, Leticia. Tiểu thư, từ phu nhân đến à? Diệp Ly ngừng đầu lên, nhìn thấy mợ hai đang từ bên ngoài đi vào, liền vội vàng đứng dậy chào đón, mở hai. Năm nay, từ phu nhân cùng lắm cũng chỉ mới 36, 37 tuổi, dung mạo được bảo dưỡng cẩn thận, bề ngoài chỉ có thể khen là thanh tú mà thôi, nhưng cả người lại tỏa ra khí chất tự nhiên, qua đó cho thấy nàng xuất thân từ danh môn, được giáo dưỡng cẩn thận. Từ phu nhân cao mày đánh giá một vòng gian phòng của Diệp Ly, không nhịn được mà chọc vào gáy nàng, cậu và mợ đã sớm bảo cháu chuyển đến nhà cậu ở, cháu lại không nghe bây giờ cháu nhìn lại chỗ cháu đang ở xem có bộ dáng gì cháu xem hôn sự của cháu cháu cố tình muốn mẹ cháu ở dưới suối vàng cũng không được yên lòng có phải không diệp ly vuốt vuốt cây gáy lôi kéo từ phu nhân mồi xuống nói mấy năm nay cậu sống cũng không dễ dàng gì huống chi tổ mẫu và phụ thân của cháu đều ở đây làm gì có nữ nhi nào lại đến nhà cậu ở chứ không duyên không cớ lại để cho những người bên cạnh có cớ để chê cười mẫu thân cháu không biết cách dạy nữ nhi từ khi đương kim hoàng thượng đăng cơ liền dốc hết sức chèn ép các cựu thần thời tiên hoàng nên ông ngoại cậu cả và những thành viên khác của từ thị đều lần lượt rời khỏi quan trường hiện nay chỉ còn cậu hai vẫn đang làm tam phẩm học sĩ hàn lâm ở hàn lâm viện vì vậy mà người ngoài đều cho rằng đại tộc từ thị trăm năm đã suy tàn rồi nghe diệp ly nói như thế từ phu nhân không khỏi thở dài, nói, chẳng qua mợ thấy cháu tự ủy khuất chính mình như vậy, ông ngoại cháu mà biết được, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Mấy đời từ gia đều là nam nhiều nữ ít, đến thế hệ của từ lão thái gia, chỉ có được một nữ nhi duy nhất, đó chính là mẫu thân của Diệp Ly, đương nhiên là ngàn đau vạn dung. Nếu người biết được cháu ngoại gái duy nhất của mình chịu ủy khuất như vậy, với tính tình của từ lão thái gia, chỉ sợ ông đã sớm xông vào kinh chửi mắng con rể một trận rồi." Diệp Ly cười nói, "Cháu nào có chịu ủy khuất gì, Ly Nhi sẽ không để cho bản thân mình chịu thiệt thòi đâu." Từ phu nhân sầu lo nhìn nàng, nói, "Bây giờ, hôn sự của cháu, Định Vương thật sự không phải là người thích hợp để kết duyên. Cô muội muội của cháu đúng là người không ra gì, đoạt vị hôn phu của tỷ tỷ một tiểu thư của thế gia vọng tộc như nàng mà lại có thể làm ra chuyện thế này hay sao? sóng mắt của Diệp Ly lưu truyền hoàn toàn không có vẻ yếu đuối, không tranh giành như lúc bình thường khi nàng ở trong phủ, cười yếu ớt nói: Định Vương cũng có chỗ tốt của Định Vương, cậu và Mở không cần phải lo lắng cho Ly Nhi. Định Quốc Vương phủ có địa vị rất cao ở Đại Sở, trừ khi Định Vương mưu phản xoán vị, nếu không ngay cả Hoàng Đế cũng không thể tùy tiện cướp đi địa vị của Định Quốc Vương phủ mà hẳn nay, định vương bởi vì thân thể bệnh nặng nên đã hoàn toàn thoát ly khỏi triều chính, gả cho hắn đương nhiên sẽ không cần phải phiền lòng về những chuyện lộn xộn kia. Đối với Diệp Ly mà nói, gả đi cũng chỉ khác ở chỗ, nàng phải chuyển từ Diệp Phủ đến định vương Phủ mà thôi. Kiếp trước nàng thật sự quá mệt mỏi, kiếp này chỉ cần có thể yên ổn, ngồi ăn rồi chờ chết là được rồi. Không sai, ngồi ăn rồi chờ chết, chính là mục tiêu mà Diệp Ly đã định ra cho mình ở kiếp này. Kiếp trước nàng là một quân nhân, một người lính của đội đặc nhiệm, vì quốc gia mà vào sinh ra tử, cuối cùng hy sinh vì nước, đây cũng coi như là cái chết có ý nghĩa. Nàng không có tấm lòng rộng lớn chứa cả thiên hạ, cũng không có hoài bão khiến thiên hạ phải khiếp sợ, nàng tự nhận mình không phụ lòng quốc gia, quốc gia cũng không có lỗi với nàng. Già ngựa thay là nghĩa vụ và trách nhiệm của quân nhân. Chẳng qua nàng đã phải sống trong gió tanh mưa máu 10 năm, đã trải qua quá nhiều chuyện nên thật sự có chút mệt mỏi. Cho nên, tiếp này, nàng chỉ cần yên ổn, bình an là tốt rồi. Từ phu nhân thấy bộ dáng của nàng thản nhiên như vậy, bà vừa yên tâm lại vừa lo lắng, cuối cùng tất cả cảm xúc cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Bất mãn thì sao? Hoàng thượng đã tự mình hạ chỉ tứ hôn, còn ai dám chống lại? Đây là vật mà trước khi rời kinh, ông ngoại của cháu đã giao cho ta và cậu cháu giữ dùng, là đồ cưới mà ông ngoại cháu đặt mua cho cháu. Chúng ta không thể quang minh chính đại cho cháu, nên đều đã đổi thành ngân phiếu, cháu giữ lấy đi. Từ phu nhân lấy ra một chồng ngân phiếu đặt vào tay Diệp Ly, Diệp Ly mở ra xem, trong đó có một tờ kim phiếu một ngàn lượng, mười tờ ngân phiếu năm trăm lượng, ngoài ra còn có mấy tờ kim phiếu và ngân phiếu trị giá nhỏ hơn, tổng cộng cũng phải đến hai vạn hai lượng bạc. Từ phu nhân không cho nàng nói chuyện, bà tiếp tục nói, mở nghe người ta nói, Diệp Vương thị kia còn muốn khấu trừ đồ cưới mà mẹ cháu để lại cho cháu. Cháu yên tâm đi, mở nhất định sẽ giúp cháu giải quyết chuyện này. Hừ, nữ nhi vừa từ ra chúng ta, nhất định phải nở mày nở mặt khi xuất giá. Cho dù có xa sút cũng không làm ra chuyện hư hỏng như việc lấy của hồi môn của vợ cả cho nữ nhi của tiểu thiếp. Mấy năm nay, của hồi môn của mẹ cháu bị các nàng trà đạp còn ít sao? Mở chắc chắn sẽ lấy lại mấy cái thôn trang và mấy gian cửa hàng kia cho cháu. Diệp Ly cau mày nói, Ly Nhi có thể tự mình xử lý việc này, mở không nên. Từ phu nhân cười nói, cháu yên tâm, chức quan của cha cháu quả thật cao hơn cậu cháu. Nhưng nếu hoàng thượng còn muốn giữ mặt mũi, thì người chắc chắn sẽ không làm khó dễ cậu cháu. Tử gia vốn là công thần khai quốc, hơn nữa lại là thanh quan đứng đầu thiên hạ, cho dù không có nhiều người làm quan trong triều, nhưng lực ảnh hưởng thì không phải Diệp gia và Vương gia có thể so sánh được. Sau khi hoàng thượng lên ngôi, làm nhiều chuyện ngoài sáng trong tối khiến cho cả tộc Từ thị phải từ quan, chuyện đó đã rất khó coi rồi, nếu không có nguyên nhân chính đáng gì mà lão gia nhà ta lại xảy ra chuyện nữa, thì nước bọt của người trong thiên hạ cũng đủ để nhấn chìm hoàng gia. Diệp Ly nhíu mày suy nghĩ, đây quả thật cũng không phải là chuyện lớn gì, vì thế liền gật đầu tạ ơn mờ. Lúc này từ phu nhân mới hài lòng, cười nói, sau này chỉ sợ người nhà mẹ đẻ của cháu sẽ không ra mặt giúp cháu, vì thế sau khi thành thân, cháu nên qua lại với cậu mợ thường xuyên hơn, làm thế thì ông ngoại và cậu cháu cũng yên tâm hơn. Phu nhân đã tới, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng bước chân, Vương thị mang theo mama nhà hoàn xuất hiện ở cửa ra vào bà ta đứng ở cửa nhìn từ phu nhân nhớ mày nói từ phu nhân tới chơi tại sao không nói một tiếng cũng không để cho ta kịp ra nghênh đón từ trước đến nay từ phu nhân không quen nhìn bộ dáng giả dối của vương thị hư nhẹ một tiếng thản nhiên nói ta chỉ phụng mệnh của lão gia nhà ta đến thăm ly nhi mà thôi dòng dõi diệp gia cao quý sao dám để cho diệp phu nhân ra nghênh đón từ gia là gia tộc thư hương, chỉ người có học, lâu đời, cho tới bây giờ chưa từng có chuyện đưa thiếp thất lên làm chính thất, cho nên Từ thị luôn thấy chướng mắt với thân phận của Vương thị, huống chi cô em chồng nhà mình buồn bực mà chết, ít nhiều cũng bởi vì Vương thị, thế nên bà không bao giờ có sắc mặt tốt khi gặp Vương thị. Vương thị cũng rất hận Từ phu nhân, bởi vì bà ta xem thường mình, rõ ràng mình là nhị phẩm phu nhân. Mà từ thị bất quá cũng chỉ là vợ của quan tam phẩm, dựa vào cái gì mà xem thương mình. Vương thị ghét bỏ đánh giá gian phòng của Diệp Ly, tự ý đi qua một bên ngồi xuống, nói với từ phu nhân, chúng ta đã đưa bát tự của tam cô nương đến định vương phủ rồi, ước chừng mấy hôm nữa là có thể định ra ngày kết hôn. Bổn phu nhân thân là mẹ cả đương nhiên sẽ để cho tam cô nương xuất giá được nở may nở mặt, từ phu nhân không cần phải lo lắng. Từ phu nhân cười nhạt một tiếng, cũng đi qua một bên ngồi xuống nói nếu ly nhi thật sự được gả đi một cách nở mày nở mặt thì đương nhiên là rất tốt tuy ly nhi mang họ diệp nhưng cũng là huyết mạch của từ gia chúng ta nếu cô nương của từ gia khi gả đi mà bị ủy khuất thì lão thái gia nhà chúng ta sẽ không bằng lòng đâu đúng rồi dùng ca nhi của quý phủ vẫn đang đọc sách phải không không biết có định tham gia khoa cử năm nay không từ phu nhân chỉ nói mấy câu nhàn nhạt đã khiến Vương Thị căng thẳng trong lòng. Hiện tại, Dung Ca Nhi nhà mình đang đọc sách ở tông tộc, nàng thế nhưng lại quên, tuy từ gia đã xa sút nhưng vẫn là trưởng quản của Thư viện Ly Sơn. Một trong bốn thư viện tốt nhất thiên hạ và đây cũng là thư viện tốt nhất ở Đại Sơ. Năm nay Dung Ca Nhi đang muốn đi thư viện Ly Sơn đọc sách, sang năm tham gia khoa cử cũng sẽ nắm chắc hơn một chút. Nếu mình gian lận trong của hồi môn của Diệp Ly, chỉ sợ. Vương thị nghĩ tới đây, không khỏi phẫn hận chừng mắt với từ phu nhân một cái, từ phu nhân cũng không thèm để ý, mỉm cười lạnh nhạt. Vương thị mặt lạnh nói, dung ca nhi nhà chúng ta là em ruột của Triêu nghi nương nương, tham gia khoa cử thì có gì là khó. Từ phu nhân gật đầu đồng ý, cười nói, dung ca nhi tự tin như vậy đương nhiên rất tốt. Không như huynh đệ của liễu quý phi, rõ ràng đã chung án thủ, giải nguyên, thủ khoa, ở kinh thành, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn luôn lo lắng, không quản ngàn dặm đường xa chạy đến Ly Sơn thỉnh giáo lão Thái gia, đúng là lo lắng thái quá. Nói vậy, chắc hẳn lệnh công tử sẽ không cần đâu, thế nào công tử cũng sẽ giành được tam nguyên, thủ khoa ba kỳ thi liên tiếp, thi hương, thi hội, thi đình, khiến cho chiêu nghi nương nương vẻ vang. Nghe vậy, sắc mặt vương thị càng thêm khó coi, khi còn ở khuê phòng, liễu quý phi đã được danh xưng là tài nữ đệ nhất kinh thành sau khi tiến cung lại càng được sủng ải không ngừng. Hơn nữa, lại liên tục sinh hạ hai vị hoàng tử và một vị công chúa, được phong làm quý phi, luôn đẻ ép trên đầu nữ nhi mình. Công tử của Liễu Gia vốn cũng nổi danh có tài hoa, đẻ ép con mình đến mức khiến cho nó không có chút tiếng tăm gì trong kinh thành. Nếu sang năm lại để cho tiểu tử của Liễu Gia trúng giải trạng nguyên, thì chiêu nghi nương nương nhất định sẽ rất tức giận. Vương Thị khẽ hừ một tiếng, có chút không cam lòng nhìn diệp ly một cái mới nói nếu có thể được từ lão tiên sinh chỉ dạy dùng ca nhi đương nhiên sẽ càng nắm chắc hơn một chút những lời này xem như là chịu thua rồi từ thị cũng không tỏ thái độ gì chỉ mỉm cười nói ta cũng chỉ nói vậy mà thôi diệp phu nhân nổi danh là hiền tuệ cho dù như thế nào cũng sẽ không bạc đãi nữ nhi của vợ cả đâu khi ta về tới nhà nhất định sẽ mời lão gia nhà chúng ta lập danh sách của hồi môn của đại cô nương năm đó đem đến quan phủ để lập hồ sơ lần nữa, tránh làm chậm trễ hôn kỳ của Ly Nhi. Cuối cùng, Vương Thị Xanh mặt phẩy tay áo bỏ đi, nhưng chỉ đổi được một tiếng cười lạnh khinh thường của từ phu nhân. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, Thịnh Thế Đích Phi, Phượng Khinh. Chương 4, Tính Toán của Vương Thị Trong viện phương nghi của đương gia chủ mẫu Diệp Phủ, sắc mặt Vương Thị tái nhợt, vẻ mặt nhăn nhó tức giận mắng Diệp Ly, từ phu nhân và cả nhà từ thị. Những mảnh vỡ nát của chén trà đồ sứ rơi đầy trên mặt đất, Diệp Oánh xinh đẹp mềm yếu, im lặng đứng ở một bên, nhìn mẫu thân chốt hết lửa giận, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. "Nương, ngài đừng tức giận, hại đến thân thể, ngài mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi." Đợi đến lúc Vương thị đã chốt được gần hết tức giận, Diệp Oánh mới tiến lên bày ra vẻ mặt ân cần và lo lắng nói. Vương thị thấy con gái có vẻ mặt mềm mỏng khôn ngoan, trong lòng không khỏi tràn đầy uất ức, lôi kéo Diệp Oánh mà rơi nước mắt, mẫu thân vất vất vả vả lo liệu vì cái phủ này nhiều năm như vậy, đã có lúc nào ủy khuất à ta. Hôm nay à ta rõ ràng còn muốn đoạt một chút đồ cưới kia với con. Nữ nhi ngoan, con gả vào Lê Vương phủ, nếu là thiếu đồ cưới thì không chỉ có bản thân con bị mọi người cười chê, mà lại còn làm nhục nhã đến thể diện của Chiêu Nghi nương nương đấy những chuyện mẫu thân làm chẳng phải là vì trong phủ mà suy nghĩ sao? Mà con nha đầu chết tiệt kia rõ ràng đã sớm đợi người của từ gia đến thăm để nói về chuyện này. Đôi mắt long lanh như nước của Diệp Oánh chợt lóe sáng, dịu dàng cười cười nhẹ giọng trấn an vương thị, nương, Lê Vương Điện Hạ là thật tâm đối đãi với nữ nhi đấy, tất nhiên sẽ không ghét bỏ đồ cưới của chúng ta ít. Huống hồ, chuyện lần này cũng thật sự đã uất ức cho tì tì rồi cho tỷ tỷ nhiều thêm một chút đồ cưới cũng là chuyện nên làm đấy. Người ngoài thấy được cũng sẽ biết là nương là người từ bi rộng lượng, không bạc đãi nữ nhi của vợ cả, không phải sao? Còn về nhị tỷ tỷ, tất nhiên tỷ ấy sẽ hiểu được nỗi khó xử của nương. Vương thị ngẩn người, nhớ tới cái Diệp Ly có dung mạo và thần thái cực kỳ giống với Từ thị kia, rồi lại nhìn bộ dạng cố nén ủy khuất của nữ nhi nhà mình, lửa giận trong lòng cũng không lan ra được nữa bà kéo tay diệp oánh mà vỗ vỗ nói con yên tâm nương nhất định sẽ không ủy khuất con cho dù không quản đến đồ cưới của con mẫu thân cũng quyết không thể để cho con nha đầu kia mang theo nhiều đồ cưới như vậy về nhà chồng cuối cùng trong giọng nói đã có hương vị nghiến răng nghiến lợi diệp oánh lo lắng nhíu mày vậy nương muốn làm như thế nào vương thị tất nhiên là đã có tính toán từ trước tự đắc cười nói nương tự có chủ ý con cứ chuẩn bị đồ cưới thật tốt là được. Diệp Phủ có một thư nữ là Chiêu Nghi bây giờ đang được đương Kim Hoàng thượng dùng ái nhất. Bây giờ lại có hai nữ nhi phân biệt tứ hôn cho Lê Vương được bề trên dùng ái nhất hiện nay và thế tập định quốc vương duy nhất của đại sở. Bây giờ Diệp ra tất nhiên là nước cao thuyền lớn, như mặt trời ban trưa, cực kỳ hưng thịnh, một khi tin tức tứ hôn được truyền ra, quan lại quyền quý đến bái phòng Diệp Phủ sẽ nối liền đến không dứt mãi cho đến khi làm cho vương thị và diệp lão phu nhân muốn cao hứng cũng không nổi nữa trên dưới diệp phủ đương nhiên cũng vội vàng chuẩn bị cho hôn sự và đồ cưới của hai cô nương đương nhiên chuẩn bị cho tứ tiểu thư diệp oánh vẫn được coi trọng hơn bởi vì vương thị nói là hôn kỳ của tứ tiểu thư hôn sớm hơn nửa tháng so với tam tiểu thư cứ chuẩn bị hết cho tứ tiểu thư trước rồi lại chuẩn bị cho tam tiểu thư cũng còn kịp Kỳ thật trong lòng hạ nhân của Diệp Gia đều biết rõ, Vương Thị căn bản là không muốn chuẩn bị đồ cưới cho Tam Tiểu Thư. Đương nhiên là có vật gì tốt thì cứ nhanh chóng chuẩn bị cho Tứ Tiểu Thư xong nói sau. May mà vẫn còn Diệp Lão Phu Nhân là người biết rõ nặng nhẹ. Tuy là giữa Lê Vương và Định Vương thì cũng nặng nhẹ có khác, nhưng giống nhau cũng đều là người mà không phải Diệp Gia bọn họ có thể đắc tội được. Sau khi Vương Phu Nhân tâm không cam tình không muốn mà nhả ra tám cái thôn trang, 12 gian cửa hàng, còn có 3 cánh rừng trong khu vực, lại lấy từ trong quỹ công ra một vạn lượng bạc xin một vị trục lý, chị em dâu, trong tộc giúp đỡ đặt mua đồ cưới. Lại từ trong vốn riêng của chính mình rút ra một vạn lượng cho Diệp Oánh thêm đồ nữ trang, xem như trấn an vương thị. Tuy vương thị không cam lòng, nhưng cũng không dám công khai phản bác lão phu nhân, chỉ phải oán hận giao khế đất ra rồi nắm chặt ngân phiếu mà lão phu nhân cho đi ra ngoài. Phu nhân đến thay Diệp Ly đặt mua đồ cưới là đường tàu của Diệp thượng thư, tuy lão gia trong nhà chỉ là quan ngũ phẩm không hiền hách bằng Diệp gia, nhưng cũng là người phúc hậu. Bình thường giữa chị em dâu với nhau cũng đã được nghe nói không ít về chuyện của tam cô nương này, vì thế cũng có chút đồng tình với cái Diệp Ly đích nữ của Diệp gia này. Bình thường Diệp Ly rất ít đến nhà thân thích, chỉ cảm thấy là một cô nương nhã nhặn lịch sự, chứ không hề là người hư hỏng kinh khủng như những lời mà người ngoài nói tất nhiên cũng hiểu rõ được những lời kia chỉ sợ đều là do vương thị cho người tung tin ra ngoài đấy. Hôm nay vừa thấy, tuy không xinh đẹp đến làm cho người ta phải rung động giống nhị cô nương diệp ra, cũng không xinh đẹp mỏng manh mà đáng yêu động lòng người như tứ cô nương, nhưng khí chất nhã nhặn lịch sự lại thanh nhã, lời nói cử chỉ cũng vô cùng đứng đắn, đặc biệt là đôi mắt trầm tĩnh kia, nhìn thì lặng như nước nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có chút khác biệt so với những cô nương khác. Mặc dù không giống với hình tượng giai nhân mềm mại dịu dàng mà rất nhiều nam nhân yêu thích, nhưng so với những cô nương khác của Diệp Gia thì tuyệt đối cũng chẳng kém gì. Không khỏi có chút ấm ức thay cho Diệp Ly, gả cho một vương gia phế vật là ma ốm bệnh tật liên miên thì cũng thôi đi. Của hồi môn một vạn lượng tại gia đình bình thường thì đã xem như là rất nhiều rồi, nhưng so với đại cô nương đã xuất ra sớm vài năm của Diệp Gia thì còn không bằng. May là lão thái thái anh Minh, trả lại các thôn trang, cửa hàng của vợ cả chính thức của Diệp Gia cho Tam Cô Nương. Nếu không thì chỉ riêng chuyện này, Diệp Gia chỉ sợ là sẽ khó coi. Diệp Ly thu hồi được sản nghiệp mà mẫu thân lưu lại nên tâm tình rất tốt. Cũng chẳng muốn đi so đo lão phu nhân cho Diệp Oánh thêm một vạn lượng. Còn có Vương Thị liên tiếp dùng rất nhiều tiền trong quỹ công để xử lý chuyện của hồi môn cho Diệp Oánh. Trong nhà thì cũng phải có hài tử được cưng chiều và hài tử không được cưng chiều đến 10 ngón tay còn có món dài ngón ngắn đất. Diệp ra cưng chiều Diệp oánh hơn một chút thì nàng cũng không có ý kiến gì, chỉ cần đừng gây khó dễ cho thể diện của mình là được rồi. Còn về tương lai, tuy nàng không cho rằng về sau cái nhà mẹ đẻ này có thể nâng đỡ cho mình được bao nhiêu, nhưng cũng không thể còn chưa xuất gia đã cãi nhau trở mặt với nhà mẹ đẻ rồi. Bỏ ra thời gian hai ngày đối chiếu lại sổ sách của cửa hàng một lần, kết quả lại làm cho Diệp Ly phải cau mày thật chặt. 12 gian cửa hàng thì đã có 5 gian trong đó thua lỗ, 4 gian duy trì không lỗ không lãi, 3 gian còn lại chính thức kiếm được tiền thì cũng chỉ là một món lợi nhỏ mà thôi. 8 cái thôn trang thì có 4 cái cũng không phải là cửa hàng lúc đầu. Vương Thị giải thích là lúc trước khi Chiêu Nghi tiến công thì đã có 4 cái thôn trang cho Chiêu Nghi dùng để chi tiêu rồi, bởi vậy mới lấy 4 cái ở trong phủ để bù vào. Diệp Ly không cần nhìn cũng biết bốn thôn trang đó như thế nào rồi. Nếu như không phải nàng đi trước một bước nói với lão phu nhân, chỉ sợ đợi đến lúc nàng đòi lại thôn trang, cả tám cái thôn trang đều bị đổi qua một lượt rồi. Sáng sớm, lúc đến Vân An, Diệp Ly nói một tiếng với lão phu nhân rồi dẫn Thanh Sương đi ra ngoài kiểm tra cửa hàng. Diệp Ly rất ít khi đi lại ở bên ngoài, trong kinh thành dường như không có ai biết mặt nàng, đi dò xét một vòng không chỉ có mắt, Thanh Sương bốc lên lửa giận, mà ngay cả Diệp Ly tự nhận là người có tâm tính tốt, cũng bị chọc đến tức giận không nhẹ. 12 gian cửa hàng thì có đến 7 trường quầy của 7 gian hàng là mới nhận chức trước hai ngày khi cửa hàng đến trong tay nàng, không biết những chuyện trước đây của cửa hàng. Còn có một cửa hàng đồ trang sức nhìn thì người đến người đi, nhưng xem sổ sách thì tất cả đều là thua lỗ. Mà về phần hai cửa tiệm có lãi, thì tiểu nhị trong cửa hàng đồ cổ mặt ù mày trâu, mà ngay cả trên quầy cũng dính không ít cho bụi, có người vào xem hàng mới là kỳ lạ đấy tiểu thư, phu nhân thật quá đáng, trở về nhất định phải nói cho lão phu nhân và lão gia. Thanh Sương vẫn hận mà nói. Nói thì thế nào, hai nữ nhi của bà ta bây giờ một người là chiêu nghi, lập tức sắp được thăng làm phi rồi, còn một người lại sắp trở thành Lê Vương Phi. Muội cảm thấy phụ thân và bà nội sẽ đối xử với bà ta thế nào đây? Diệp Ly nhìn Thanh Sương, cười nhạt nói. Thanh Sương nghẹn giọng, phẫn hận bất bình. Chẳng lẽ cứ như vậy là xong rồi? phu nhân rõ ràng là muốn làm cho tiểu thư mất mặt mang theo cửa hàng như vậy với tay không bị gả đi thì có cái gì khác nhau mất mặt sao vậy phải xem cô nương nhà muội là ta cảm thấy mất mặt thì mới là mất mặt ta không cảm thấy mất mặt thì sẽ là không mất mặt thanh sương chừng lớn hai mắt vẻ mặt chờ mong nhìn qua tiểu thư nhà mình tiểu thư có chủ ý tốt gì sao thế nhưng diệp ly chỉ cười không nói vòng qua thanh sương tiếp tục đi về phía trước Thành Sương nhăn mũi, vẻ mặt vui mừng đi theo, tiểu thư, phía trước là cửa hàng cuối cùng rồi. Thận Đức Hiên là một tiệm đồ cổ. Thịnh Thế Đích Phi, Phượng Khinh. Chương 5, ép mua ép bán. Còn chưa đến nơi, huyên náo trong tiệm đã làm cho Diệp Ly phải nhíu mày. Tiệm đồ cổ cũng không phải là chỗ người đến người đi, những nơi như thế này bình thường vẫn luôn tĩnh mịch thanh nhã, vậy mà ở tiệm này, người còn chưa tiến vào đã có thể nghe thấy tiếng động ở bên trong một cách rõ ràng rồi. Vừa vào cửa, hàng hóa trong tiệm ngược lại được bày biện rực rỡ đủ loại. Trưởng quầy ăn mặc một thân áo gấm phú quý bức người đang bày ra vẻ mặt khinh miệt nhìn một thiếu niên nam tử mặc trang phục cũ kỹ. Sắc mặt của nam tử kia tiêu tủy, vẻ mặt ốm yếu xanh sao giống như người đang có bệnh. Dùng mạo cũng có thể coi là tuấn tú lộ ra làn da vàng như nến khô khớp tuy y phục trên người đã cũ, nhưng lại được giặt rũ vô cùng sạch sẽ. Nhìn về phía trên cũng không khiến người ta cảm thấy chán ghét, ngược lại có một chút khí chất nhàn nhạt của văn nhân. Lúc này nam tử kia lại đang mang vẻ mặt xấu hổ và lo lắng, còn có chút thở gấp bứt rứt không yên, trưởng quầy, ông xem lại cho kỹ đi. Bức họa này quả thật là bút tích của Ngô Chi Khải Tiên sinh tiền triều mà. Trưởng quầy làm ra vẻ mặt ghét bỏ, nhìn nam tử nói, xem bộ dạng nghèo kiết hù lậu của ngươi thì tại sao có thể có bút tích thật sự của ngô. Ngô chi khải được chứ, bức vẽ này rõ ràng là đồ dòm, chỉ là bồn điếm cũng thu mua đồ nhái, nhìn tranh này của ngươi có vẻ cũng không tệ lắm, cho ngươi 200 lượng là được. Nam tử tức giận đến nỗi mặt đỏ lên, ông, ông, ngô chi khải là bậc thầy tiền triều, một bộ tranh nếu thật sự là bút tích của ông. Cho dù không phải là cực phẩm thì ít nhất cũng phải trị giá 2.000 lượng, nếu như mang đi bán đấu giá lại còn có thể bán được với giá rất cao. Vậy mà tên trưởng quầy này lại muốn dùng một phần mười giá tiền để mua vật báu gia truyền của nhà hắn. Nếu như không phải là hắn đang thật sự rất cần tiền, thì làm sao có thể cam lòng cứ như vậy mà bán bức họa này đi? Lẽ nào lại như vậy? Ta không bán nữa, nam tử phẫn nộ cuộn tròn bức họa lại, xoay người muốn rời đi. Đợi một chút, trưởng quầy nhìn thấy nam tử muốn rời đi, trong mắt hiện lên một tia âm tàn, hung dữ mà nhìn chằm chằm vào nam tử nói, ra cho ngươi hai trăm lượng là đã cho ngươi mặt mũi lắm rồi. Cái bức họa này không phải là ngươi đi ăn trộm về đấy chứ? Nói cũng đúng, nhìn bộ dạng nghèo kiết xác hủ lậu như thế này thì làm sao có thể có được bức họa nổi tiếng như vậy, chúng ta đi quan phủ một chuyến đi. Gặp quan thì gặp quan, chả lẽ ta lại sợ ông? Ông cái trưởng quầy này, mở cửa tiệm ra mà lại có thể không nói đạo lý như thế. Nam tử giận dữ nói. Trưởng quỹ kia khinh miệt cười, đạo lý, người có biết cửa tiệm của chúng ta là của nhà ai không? Nói cho người biết, đây là cửa hàng nhà mẹ đẻ của chiêu nghi nương nương trong nội cung, tứ cô nương trong phủ chúng ta lập tức sẽ trở thành Lê Vương Phi rồi. Người nói quan phủ sẽ tin ta hay là tin một tên nghèo kiết hủ lậu như ngươi? Ông, vị công tử này, bức họa này của ngươi ta muốn hai nghìn lạng diệp ly đi vào trong tiệm nói khẽ hai người vẫn còn đang tranh chấp lập tức sững sờ sau khi nam tử kia kịp phản ứng lại nhìn thấy nữ tử xinh đẹp thanh nhã trước mặt không khỏi nói ngươi ngươi tin tưởng ta sao thật ra diệp ly cũng chưa chắc có thể nhìn ra được bức tranh này là thật hay giả chỉ là nhìn phản ứng của trường quầy và nam tử còn có vẻ ai nấy chợt lóe lên trên mặt sư phó giám họa trong quầy thì nàng đã có kết luận huống hồ cho dù tranh này là giả hôm nay nàng cũng phải mua trường quầy vừa nhìn thấy vụ làm ăn sắp tới tay lại bị một con nhóc làm dối, không khỏi giận dữ lại nhìn quần áo diệp ly đang mặc cũng chỉ là sợi tổng hợp cũng không phải là quý giá chắc hẳn không phải là người có xuất thân không thể đắc tội cho nên chỉ âm trầm nói cô nương tốt nhất đừng có xen vào việc của người khác Diệp Ly quét mắt nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, vị công tử này không chịu bán cho ngươi, bây giờ muốn bán cho ta. Như thế nào lại bị coi là xen vào việc của người khác? Trường quầy hừ lạnh một tiếng nói, hôm nay không muốn bán cũng phải bán. Tứ tiểu thư nhà chúng ta đại hôn, đang muốn tìm chút ít đồ cổ, tranh chữ để xếp vào dương đấy. Diệp Ly cười lạnh, hay cho một câu không bán cũng phải bán. Vừa vặn, hôm nay bổn cô nương cũng không mua không được. Thanh Sương, trả tiền. Thanh Sương lanh lợi lấy ra hai nghìn lượng ngân phiếu nhét vào tay nam tử kia, thuận tay lấy bức tranh ra, cười nói, công tử, cho người tiền, người đi nhanh đi. Nam tử do dự nói, không được, hai vị cô nương. Nếu hắn đi rồi, hai vị cô nương kia vẫn còn cầm bức hỏa thì chỉ sợ sẽ không đi ra được khỏi cái cửa tiệm này. Mặc dù đúng là mình đang cần dùng tiền gấp, nhưng thực sự không thể hại hai vị nữ tử tốt bụng này được. Nhìn thấy mấy tiểu nhị đã đứng chắn ở trước cửa, nam tử kiên định lắc đầu nói, "Ta không bán bức tranh này nữa, cô nương đưa nó lại cho ta đi." Diệp Ly nhận bức tranh từ trong tay thanh xương, mở ra xem một chút rồi thỏa mãn gật đầu cười nói, "Vừa vặn, bổn cô nương muốn mua bức Thanh Giang vọng nguyệt đồ này để tặng ngươi." Công tử cầm tiền đi là được. Ngược lại ta muốn nhìn xem dưới chân thiên tử có còn có vương pháp nữa hay không. Đã như vậy, các người đừng có hòng mà đi được. Trường quầy uy hiếp nói. Diệp Ly buồn cười nhìn sang hắn. Chẳng lẽ, ngươi còn dám giết chúng ta hay sao? Thần sắc của trường quầy cứng ngắc, rét lạnh nói. Tuy rằng ta không dám giết các ngươi, nhưng lại có thể kéo các ngươi đi quan phủ ngồi tù. Người tới, xin danh thiếp của phu nhân, bắt ba tên tặc tử này đi quan phủ. Láo sược, coi chừng bổn cô nương chặt chân của các ngươi, thành xương ngăn ở trước mặt Diệp Ly, vượt lên phía trước quật ngã một tên tiểu nhị muốn bắt lấy Diệp Ly, tức giận chừng mắt với trưởng quầy nói, tên cầu nô tài kia, trợn to cái mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ, thận đức hiên này là của tiểu thư nhà ta đấy. Mọi người đều sững sờ, sắc mặt của tên trưởng quỹ kia hơi trắng bệch ra, có chút hoài nghi nhìn Diệp Ly ngươi. Ngươi là, chấm. Diệp Ly nhìn hắn chầm chầm, thản nhiên nói, ta họ Diệp, đứng thứ ba. Tam tiểu thư, trưởng quầy thất thanh kêu lên, sắc mặt lập tức khó nhìn hẳn lên. Diệp Ly đưa bức họa trong tay cho thanh sương, nhìn lướt qua đám tiểu nhị đang vây quanh rồi lạnh giọng nói, còn không lùi ra, không muốn làm ở đây nữa phải không? Mấy cái tiểu nhị ủy oải nhìn trưởng quầy một chút, rồi lại nhìn Diệp Ly, sau đó thối lui qua một bên. Phản ứng của trường quầy cũng không chậm, chỉ do dự một chút rồi lại tiến lên cười làm lành nói, tam tiểu thư, sao ngài lại tới đây? Nhàn nhã đi một vòng trong tiệm, Diệp Ly mới quay đầu lại coi như không nhìn thấy một tên tiểu nhị đang lặng lẽ chạy ra khỏi cửa. Hỏi, tên của thận đức hiên chính là do cậu cả ta tự mình đề đấy. Như thế nào là thận đức? Chắc là trường quầy không biết, hà sư phó người đến đây nói xem đang trốn ở trong quầy sư phó giám họa nơm nớp lo sợ đi ra thấp giọng nói hồi bẩm hồi bẩm tam tiểu thư cữu lão gia hy vọng chúng ta làm đồ cổ phải chú trọng đến đức hạnh thận ngôn thận hành thận đức nói năng cẩn thận hành động cẩn thận chú trọng đến đức hạnh nói hay lắm như vậy các ngươi đang làm cái gì biến đồ thật thành đồ giỏm để ép người ta bán sao trưởng quầy cãi chảy cãi cối nói, tam tiểu thư không hiểu việc kinh doanh đấy, chúng ta cũng là vì việc buôn bán của thận Đức Hiên. Đầu năm nay buôn bán không được tốt lắm. Diệp Ly cười lạnh nói, ta đúng thật là không biết làm kinh doanh, nhưng cũng biết kinh thương quan trọng ở một chữ tín. Một người không có uy tín, không có danh dự thì ai sẽ theo ngươi làm kinh doanh? Huống hồ, người làm ăn được, mà sao bây giờ các khoản mục trong sổ sách của Thận Đức Hiên lại là một mảnh ảm đạm như thế này? Ta, Diệp Ly nhìn hắn lạnh lùng nói, ngươi không cần giải thích. Từ giờ trở đi ngươi không cần làm nữa, về phần các khoản mục trên sổ sách trước kia là có chuyện gì xảy ra, những người khác tốt nhất nên giải thích rõ ràng cho ta. Phải thật rõ ràng, còn những người không liên quan nguyện ý lưu lại thì có thể lưu lại, ta thưởng cho mỗi người 50 lượng bạc. Nếu như vẫn còn không minh bạch thì các ngươi cứ đi vào nhà lao mà ở đó đi. Ta muốn nhìn xem rốt cục là chủ tử của các ngươi có tới cứu các ngươi ra ngoài hay không. Mấy tên tiểu nhị đều bắt đầu do dự, tam tiểu thư sắp gả cho định vương bọn hắn đều nghe nói. Hôm nay cửa hàng này đã trở lại trong tay tam tiểu thư, tất nhiên là sẽ thành của hồi môn để nàng mang theo đến định vương phủ đấy. Nếu như nói bọn hắn còn có thể đi định vương phủ, thì sẽ không phải đi nhà lao rồi. Huống hồ, mươi lượng bạc cũng không phải là một con số nhỏ, dường như có thể đủ để vượt qua một năm tiền công của hai người bọn họ. Trưởng quầy thấy mọi người dao động, lại bước lên phía trước kêu lên, "Tam tiểu thư, ta là người của phu nhân, ngươi không có quyền đuổi ta đi." Diệp Ly cười yếu ớt, "Thật có lỗi, cái thận đức hiên này là của ta đấy." Bàn giao rõ ràng các sổ sách trong tiệm, khoản nào ra khoản đó. Còn nếu không bàn giao rõ ràng, thì người có là em ruột của phu nhân cũng vô dụng. Người của vương gia sẽ không phải là đều ưa thích cầm đồ đạc của người khác dùng quen rồi thì coi như là của mình đi. Ngươi, ngươi, mặt của trường quầy lúc đỏ lúc trắng. Diệp Ly không nhìn hắn nữa, lại quay người nhìn về phía công tử trẻ tuổi đang ngây người kia. Nàng đã sớm biết rõ từ mấy năm trước, trường quầy của thận Đức Hiên đã bị đổi thành đệ đệ nhỏ nhất của vương thị, vị công tử này, lại để cho công tử phải chịu nhục nhã, là ta quản giáo không đúng cách, xin hãy tha lỗi. Không, không, không sao, thiếu niên có chút mất tự nhiên, khoát khoát tay, hắn cũng không nghĩ tới vị cô nương nhã nhận trầm tĩnh này lại có thể là chủ nhân của cửa hàng này. Nghĩ nghĩ, tuy rằng cảm thấy có chút nhiều chuyện, nhưng thiếu niên vẫn không nhịn được mà nói, nếu cô nương là chủ nhân của thận Đức Hiên, kính xin cô nương. hao tâm tổn trí nhiều hơn nữa ngộ nhỡ, chấm, nếu như hôm nay không phải gặp được cô nương này, chỉ sợ chính mình cứ oan uổng như vậy mà bị bắt vào đại lao rồi. Xem ra chỉ sợ là tên trưởng quỹ kia cũng không phải là lần đầu làm việc này. Diệp Ly cũng không tức giận, gật đầu cười nói, đa tạ công tử nhắc nhở. Tiểu nữ cũng vừa mới tiếp nhận cửa hàng này, về sau nhất định sẽ quản giáo thật nghiêm khắc. Ta thấy công tử có chút không nỡ bỏ bức tranh này đi, trước hết công tử cứ mang bức tranh này về đi ngân lượng thì cứ tính là ta cho công tử vay về sau thuận tiện trả lại là được nam tử kia lắc đầu liên tục trong lòng thật sự có chốt không nỡ bán bức tranh gia truyền này đi thế nhưng vẫn nói không có công thì không được hưởng lộc chỉ cầu cô nương tạm lưu lại bức thanh giang vọng nguyệt đồ này hai tháng thôi trong hai tháng tại hạ nhất định sẽ nghĩ cách trả hết ngân lượng lại cho cô nương diệp ly thấy hắn khăng khăng như thế cũng không để ý nữa, chỉ cười nói, vậy ta cứ đặt bức tranh này ở trong tiệm, công tử có thể đến chuộc đồ bất cứ lúc nào. Thanh Dương, lấy ra thêm 100 lượng nữa xem như bồi tội cho vị công tử này. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.